Con người thường nhìn người khác để sống và sống theo cách người khác nhìn. Nếu có thể, hãy một lần sống theo cách mình muốn và làm những điều mình thích. Và chúng tôi đã tìm thấy thứ để cùng đồng hành những khi cuộc sống bế tắc, những lúc cần giải tỏa căng thẳng hoặc đơn giản là muốn chinh phục. Đó chính là bố cột. Múa cột cho chúng tôi cảm giác tự do, thử thách, chinh phục, đôi khi là sự đau đớn, chấn thương, rồi còn có chán nản khi không làm được gì. Thế nhưng chúng tôi vẫn gắn kết với nhau thành một tập thể, với chung niềm đam mê. Thật ra, không chỉ đơn giản là bạn leo lên cây cột, làm tư thế này, động tác kia, múa cột còn là sự cảm thụ âm nhạc, cảm nhận cơ thể, phối hợp nhịp nhàng giữa động tác với âm nhạc. Và những lúc muốn quên đi sự mệt mỏi trong công việc, chúng tôi lại đến với cột, chỉ đơn giản mở một đoạn nhạc và bay lên xa trời. Cột chính là sự kết nối, giao lưu, trao đổi giữa những học viên với nhau. Cuối cùng, chúng tôi bén duyên với múa cột bởi nó cho ta sự dẻo dai và khỏe mạnh. Sư phụ chúng tôi đã nói rằng múa cột đơn giản lắm, chỉ cần 3 yếu tố: khỏe, dẻo, quyến rũ. Đấy, các bạn thấy không? Trên đây là những trải nghiệm với cột của chúng tôi. Chúng tôi có người gắn bó với cột gần 10 năm, nhưng cũng có bạn mới được 1 năm. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều yêu thích môn cột.